Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totoro Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi chinh phục thế giới. Về mặt nhiệm vụ thì có vẻ như mình cũng cái chiến thắng quân sự thì mình rất gần đạt được rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là cái nhánh bên dưới này là mình đã đạt gần hết rồi này. Đấy, chiến thắng quân sự. Chúng ta chỉ cần xây quân cảng cấp 3 phủ lãnh chúa. Và thành phố lớn thì mấy cái này mình xây được thôi, nhanh thôi. Vấn đề chính bây giờ của mình là phải kiểm soát tiếp 13 vùng nữa và tiêu diệt được 3 phe phái nữa. Thì mình nghĩ là mình tiêu diệt xong nữa. Đảo Anh thì có lẽ nó gần đủ rồi. Đảo Anh vừa đủ có 3 phe phái. Đấy. Mình cũng không cần tiến xuống phía Nam vội, để cho thằng Hung Nô nó giải quyết. Còn nếu mình vui vui thì mình có thể làm chiến dịch Đại Thắng Thần Thánh cũng được. Nhưng mà Đại Thắng Thần Thánh mất thời gian lắm. Mình thì không hứng thú lắm cái Đại Thắng Thần Thánh. Và nói chung hình như cái lượt này cũng không có việc gì làm, nên mình đảo qua xem là tình hình nhà cửa. Ây già, đảo Anh thì thôi từ từ. Những cái vùng an toàn thì mình cũng không cần phải xây dựng nhiều. Đấy. Những vùng trên này nó khá an toàn, Japmanic này. Khỉ thật. Hết lương thực nhỉ, càng ghê. Lâu đài lãnh chúa nó bắt mình phải nâng cái này là một này, mấy cái tường thành lên cấp 3 nữa. Cái đó thì đơn giản thôi. Cung xã lô lệ chị an vệ sinh cộng vệ sinh này. Công vệ sinh cộng trị an. Được tiền nữa. Tốn lương thực. Tăng trưởng cho tỉnh. Ô, công trình này khá hay. Tại sao mình không nâng cấp sử dụng nhỉ? Nhưng mà bây giờ thì không quan trọng nữa rồi. Đến giờ này thì mình có nhiều thứ phải làm hơn. Công trình này nếu xây ở cái làng nhỏ thì xây được cái nhánh này à? Có cái hay nhỉ, cũng có cái hay của nó. Thôi được rồi, có điều là tốn lương thực quá. Warriors all. Nâng cấp đây nè. Kỳ thật mấy thằng La Mã nó đứng trên đất của mình. Một nhân vật chưa có nâng kỹ năng. Katapak. Katapak cũng không ăn thua. Cái mình cần là đội bộ binh cơ. Nếu mình kéo hai quân đoàn lên để tiêu diệt bọn ở phương Bắc này thì có cần thêm một hạm đội nữa không nhỉ? Join your mighty strength. Chiến tranh với Hung Nô bây giờ là anh sập tiệm luôn đấy. Ê,
Ai giờ bọn này đánh lẫn nhau à? À tốt rồi. Mấy thằng Viking nó có cái đội Huskarl hoàng gia gớm lắm. Xong phim. Xong phim. Chạy lởn vởn trên đất của anh. Mấy thằng hung nô này nó chả đưa quân đi, nó quanh chỗ nào cụ thể. Nó cứ chạy lông nhông này, chết mình. Glory, wealth and a place in the histories. All of these will be ours when we are united as friends. Trở thành chư hầu của anh thì được. Để xem nào. Thằng Đông La Mã này. Thành công. Tranh chấp ngoại giao. Ô. Hay quá. Ui, nó có kỵ binh mạnh thế. 55. Mạnh hơn kỵ binh của mình. À không, hơn đâu. Đây là kỵ binh đời cuối rồi đấy. Kỵ binh đời cuối của... Nhưng mà nó rẻ hơn nhiều. Rồi chơi bọn này thôi. Làm sao bằng kỵ binh sứ gôn nào. Thật không may tôi đã không thể ngăn được một vị khách làm điều ngu xuẩn. Hắn đã xúc phạm nghiêm trọng đất nước của chúng ta. Chúng tôi vừa nhận được đơn khiếu nại chính thức từ hắn. Mấy cái này lại giảm điểm ngoại giao với các nước xung quanh rồi mà. Rất là tào lao quá vậy. Đâu rồi? Hai quân đoàn lên phương Bắc của mình. Chết rồi, hung nô nó đốt sắp hết đất của thằng đệ của mình rồi. Mình cũng không có cách nào cứu nó. Không có cách nào cứu được nó cả. Thủ lĩnh đột kích Bắc Âu. Mở khóa tuyển dụng trại thủ lĩnh. Nó nâng lên nữa thì ngon đấy nhỉ. Nâng lên cấp 4 thì tuyển được khá nhiều quân đấy. Chắc mình sẽ phải mua thêm quân ở đây rồi. Chuẩn bị tấn công các cái quân đoàn của bọn này. Cả này. Uran tuyển chọn. Chiến binh Koran tuyển chọn. Lương thực thì vô tư, không sợ. Ôi, toàn kỵ binh đời cuối đấy. Ác quỷ Hanik. Con này mạnh mà nhỉ. Hung nô có đặc điểm là giáp của nó không được cao như Alan, Alani. Alani giáp rất trâu. Đấy. Sao hai thằng này giống nhau mà chỉ số lại lệch nhau này? À, rank nó cao hơn. Rank cao hơn. Ôi, tiền của mình đang lên một cách chóng mặt luôn đấy.
60 lương thực. Không vội. Cái gì đây? Đô đốc à? Đô đốc mà sao mạnh thế nhỉ? Toàn con ông cháu cha. Thằng này có một quân mà cũng nhiễu nhỉ? Một quân mà cũng nhiễu thật. Thôi khỏi. Khỉ thật, không nói nào, không nói. Đốt sắp chết hết quân mình rồi. Úi dồi ôi, nhà vua và cứ huyền thoại lên tấn công ở phương Bắc thì bọn này không đỡ được rồi. Hay lắm, tranh thủ chúng nó đang rút quân xuống phía Nam, mình sẽ đánh đòn tập kích. Lại tấn công thành trì của mình à? Nó cũng chẳng làm được gì hơn nhỉ? Không dám tiến sâu ra đất của mình. Nhưng mình nghĩ là có lẽ mình cũng nên thành lập một cái quân hạm đội đủ mạnh để khu vực này đã. Hay quá. Hung nô đi ra khỏi đất của mình à? Chắc đã đốt mấy thằng phương Bắc rồi. Nhiệm vụ của mình là phải kiểm soát được mấy vùng nữa cơ mà. Thôi cứ để thằng hung nô nó đốt hết mấy thằng đệ của mình. Dù sao thì mình cũng đã kiểm soát, mình có được cái lượng lính bộ kiếm kiếm đủ rồi. Nói thực là cũng không thiếu nữa. Bổn phận vẫy gọi. Cái gì ấy? Tướng huyền thoại chết rồi à? À không phải. Những cuộc gặp bí mật thông báo rằng đối thủ của ngài vạch mặt vạch trần âm mưu đã. Đi đây, giáo giải Bắc Âu. Chắc mình không dùng bọn này. Ai à ơi, mình nghiên cứu công nghệ cũng gớm nhỉ. Lãnh chúa vô đàn thay thế cho thủ lĩnh ngáng cờ. Phạm vi di chuyển hội đồng vũ điệu Godan. Máy công thành hạng nặng. Mình nghiên cứu cũng nhanh phết đấy chứ nhỉ, gần hết nhánh quân sự rồi. For the tribe. Call this a garrison? Ready for orders. Xem nào. Đánh thằng nào trước nhỉ?
hơi thiếu một chiếc thuyền à. Trại thủ lĩnh. Ready for battle. Thirsty for battle. Starting out. Hạm đội này đóng ở đây thì an toàn rồi, nhưng mà chết cứng à, không di chuyển à, nó chắc không tấn công được mình. Bắt sống luôn. Yếu ớt à. Rồi rồi. Còn thằng Spy nào là dám làm loạn đất anh em. Mình bắt sống hết chúng mày. Ôi, tướng huyền thoại của mình bao nhiêu tuổi rồi? 64 tuổi rồi. Chị An trái ý người dân. Thẩm quyền cộng cao thế, cộng 15, tất cả cái này 8. Vua thì sao? 10, 8, 9. Vãi cả vua của mình rồi đấy. Vua của mình mới là không có một chỉ số nào xấu luôn. Trung thành, được ủng hộ. Không biết sợ là ai, kinh không? Đánh nhau giỏi, khát vọng. Giỏi tấn công, thích uống rượu. Được. For the tribe. Thằng này bây giờ là nó đang kiểm soát cái vùng này, mà nó lại có quân đóng ở đây trên đất của mình thế này. Đô đốc này 44 tuổi à? Thông minh. Kể ra mà thằng này cho cầm quân thì hay hơn là tăng một xảo quyệt luôn này. Mặc định nó đã được cộng một xảo quyệt rồi, nó do tố chất thông minh này. Tăng cường cái hạm đội lên. Ồ, thằng này 17 đơn vị quân, mình chắc không ăn được nó. May mắn đa cỡ lớn. Vùng này lương thực nhiều ghê nhỉ. Ảnh hưởng của dị giáo Japanic. Vùng này full rồi thì không cần cái tăng trưởng nữa. Đúng rồi. Cái tôn giáo của mình chiếm vẫn chưa thua nhỉ. 56%. Vương quyền đáng sợ cả. Kiên định. Vương quyền kinh hoàng. Xếp hạng sức mạnh một thế giới. Sassanid hạng 2. Mình mới có 4 quân đoàn đâu mà nhiều đâu mà sao hạng 1 thế giới được nhỉ?
Lạ thật. Thống đốc à? Ờ, thống đốc. Này thì thống đốc. My ancestors have spoken well of you. Thằng này đang chuẩn bị rút quân về à? Hình như thằng Đông La Mã sắp dẹo rồi sao? Dẹo rồi sao? Không còn thấy đất đâu nữa. Chắc bây giờ sẽ là cuộc chiến với giữa mấy thằng ly khai của Đông La Mã với Sassanid thôi. Thuyết phục lốt thằng Hung Nô đánh Sassanid nữa nhỉ? Bản thân mấy thằng châu Phi giờ nó cũng đang đánh lẫn nhau nữa. Hai thằng châu Phi đang đánh lẫn nhau. Làm nào thuyết phục được Hung Nô đánh nhau với Sassanid nữa. Cái vùng đảo Anh nó có rất nhiều tài nguyên nha, có mỏ sắt này, mỏ thủy trì này, có cả gỗ, sắt, trì. Ba cái loại tài nguyên cực kỳ quan trọng để phát triển. Thái độ với Burundi bị trừ. Đây rồi. Cứ tuyển mấy thằng kiếm đã trước khi Hung Nô nó đập phá hết cái vùng này. Ôi ôi, Hung Nô ơi nào, Hung Nô. Hung Nô nó có mặt ở khắp mọi nơi rồi. Ready for orders. Hmm. 60 lương thực à? Có vẻ là hơi ít đấy nhỉ. Dị giáo Japanic vẫn chưa thể tăng được mạnh. À, lý do bởi vì ở đây mình chưa xây nhà thờ. Đúng rồi. Nhà thờ ở phủ thủ phủ phải có nhà thờ mới nhanh được. Chờ một chút. For the tribe. Warriors all. Ready for orders. Warriors all. Tiến xuống đây làm có lên tiến xuống đây vội không nhỉ? Băn khoăn quá. For orders. Yes. For the tribe. Nó dám đi vào đây à? Is there nothing else? Your orders? Cho nó chết luôn. Trận này thì quá easy, nó là lục quân, mình là hải quân. Chỉ việc đâm hút và chìm và bắn là chìm. Và chúng ta có đến hai hạm đội như này thì nó sống được sao? Ready for orders. Beat the drums for the tribe. Ships to port. Còn lắm lẩn vẩn lên đất của anh nữa không? Nói gì thì nói chứ nhỏ mình vẫn phải thành lập thêm một cái hạm đội nữa không nào nguy hiểm. Sảnh lớn, quân đồn trú kẻ giết ngựa.
chuyển thành công trình này à? Công trình này khá nhiều tiền này. Xem có thằng spy nào đâu bắt. Ôi già, đông lắm nhỉ. Đứng đây phát cho chúng nó xông vào nó đánh xem nào nhỉ. Lâu lâu rồi không được trận đánh nào. Mình chắn đúng chỗ này là nó không vào. Ây, nó vòng đường này vào được. Đông phết đấy chứ đùa đâu. Thành này không sợ, nó không công được à? Nó không thể công được. Nó không thể công được. Bọn này chơi cái kiểu gì nhiều chó thế nhỉ? Rất nhiều chó. Bọn này nó cử quân xuống phía nam. Ôi La Mã bây giờ còn đúng một cái đảo thôi à? Đông La Mã bây giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cuộc chiến của mấy thằng châu Phi mãi vẫn chưa xong à? Mấy thằng châu Phi này cứ đánh lẫn nhau, thành ra mình để ngư ông đắc lợi. Ôi ôi, Sassanid. Thôi xong rồi, La Mã chính thức diệt vong rồi. Đánh nhau với Sassanid thì mình không có cửa. Chắc phải nhờ đến Hung Nô. Quên mất sao nãy mình không thuyết phục Hung Nô nhỉ? Thuyết phục Hung Nô đánh nhau với Sassanid. Tướng nữa chết rồi. Trời ơi, những cuộc gặp bí mật trừ 10 kiểm soát cả. Chết nhỉ. Ôi, kiểm soát của mình thấp thế này thì nguy hiểm quá nhỉ. Thank you.
21 tuổi, sợ hãi, nhiệt huyết chỉ 1. Cái đấy đơn giản thôi, tăng lại được. Điều đáng lo là bây giờ mà thái tử mà qua đời này, dở hơi ăn cắm lợn ấy. Ngay cả mấy cái thằng con của mình nó cũng bố láo này nữa. Tụt nữa là nguy hiểm lắm đấy. Tái cơ cấu lại quyền lực thôi. Ready for orders. Get to it, man. Lượt sau là sẽ đánh đồng loạt. Fleet ready. Thirsty for battle. 1, 2, nó có 3 thành à? Được. Đáng nhẽ mình nên để cho mấy thằng con ông cháu cha nó kiểm soát các cái vùng lãnh thổ. Trăm hai mươi lương thực. Mạo hiểm tí xem sao nhỉ? Đóng hai quân đoàn đây phát ra. Your next command. Một. Kiểu gì mà nó chả đánh. Ready for battle. Defending our position. What would you have of me? Is there? Có việc để mà làm. Xem có thằng spy nào nó của nó bắt luôn. Không, tướng của mình cứ đứng ở thành, nó chả dám đánh thì cũng dở. Xong rồi, hung nô nó đốt gần xong thằng đệ mình rồi. Chiến phương Bắc sắp bắt đầu. An Tây đề nghị một cái hiệp ước hòa bình. Cần gì phải hòa bình? Chuẩn bị chiến tranh to, cần gì phải hòa bình? Giờ thì chúng ta không phải hòa bình, chúng ta cứ đi xâm chiếm cả thế giới luôn. Rồi, rồi, đúng ý mình rồi đấy. Quân đoàn nữa, oánh luôn. Mình đang muốn có việc cho các cái đơn vị quân của mình. Mãi chưa được. Ai ơi. Đừng bảo là ám sát mất spy của mình nhá. Ơ, nó kéo 3 thằng lên mà nó không đánh à? Tưởng kéo 3 thằng lên xong phải đập chứ.
4 quân đoàn mới dám đập à? Lính La Mã thì máu rất là trâu. Bây giờ là mình phải thuyết phục anh Hung Nô này. Quyền lực của mình bây giờ về mức rất là thấp. Chắc phải có đông cháu trai nhiều nhiều vào không thì chết. Hoặc cũng có một cái cách đơn giản hơn. Trung thành của bọn này thấp thế nhỉ? Nguy hiểm rồi. Thằng này là thuộc dạng con ông cháu cha. Con ông cháu cha này, tỷ số cũng ngon, 6 thẩm quyền luôn này, chấp hành kỷ luật, sợ hãi, nó có 2 skill này, trinh sát và dương cờ đều là rất tốt đấy. Con ông cháu cha phải cho đi đánh trận thôi, không để thành như này thì sao lên được tướng Harawiri. Ôi, vùng nó đốt nguyên cả cái vùng này rồi. Tám tuổi. Thirsty for battle. Sang đây chia sẻ quân đội cho thằng này. Rồi Hung Nô nó sắp xử lý xong vùng này rồi. Ôi, hết rồi đó. Thành này thì đang bị vây, thành này nữa thôi. Đâu rồi, Hung Nô rồi. What an honor you do us. Come, speak. Làm sao để thuyết phục nó chiến tranh với Sassanid đấy nhỉ? Sức mạnh kinh tế của họ là rất mạnh rồi. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. À, từ bắt đầu từ đồng minh của thằng Sassanid đã. Đấy. Không, mỗi lượt một phát thôi. Phát nữa cũng được. We have need of talk, I'm sure. And also wine. Làm sao đó mình phải thuyết phục được. Rồi. Nó sẽ chiến tranh với các đồng minh của Sassanid trước đã. Bây giờ thì
Sau này nó có chiến tranh với Hung Nôm nhỉ? Không à? Có lẽ phải đu dây nhờ thằng này. Come then, speak. The people will consider what I hear, but you must speak without delay. Không chịu giao thương. Đòi tí tiền thôi. Anh mất tiền rồi thì bây giờ anh phải đòi lại được tí xíu chứ mày. Rồi ok. Điểm ngoại giao tăng rồi. Mình sẽ lợi dụng thằng này để rồi. Fleet ready. Forming a blockade. Steady as we go. Ủa, không cần. Vây cái cảng biển của nó lại. Get the blockade set up. Tấn công. Giải quyết từng thằng một. Besieging settlement. Đánh đêm chúng ta được boost tinh thần chiến đấu lên. Chả cần. Dăm ba mấy cái thằng nước Anh này á. Đánh cho một nốt nhạc luôn. Chắc mình phải thành lập thêm quân đoàn nữa thật. Bây giờ chắc phải bỏ cho cái bọn con đông cháu cha nó làm việc, làm lãnh đạo phát không chết. Tinh thần của mình bây giờ điểm mình thấp quá. Để mà nguy cơ xảy ra phản loạn thì cũng không cao đâu. Chứ nó thất nghiệp nhiều quá. Đánh phía này chúng nó hay đổ bộ vào được lắm. Đánh phía này thôi. Bắn cho chúng nó nát mông luôn. Pháo dã cho chúng nó nát mông. Đội kỵ binh của mình đắt kinh khủng. Lâu lắm tướng huyền thoại mới lại được đánh trận. Bây giờ cái thế hệ này mà già đi thì không biết làm nào ấy. Các cái tướng già này mà chết thì vấn đề lớn của mình ấy. Cháy 92%. Tốt rồi. The enemy draws near. The enemy's tower has been destroyed. Cháy tan lát luôn. Nóng ngựa ghê nhỉ. Ném lao lại chúng nó.
Mấy con ngựa này bị ngáo à? Mấy con ngựa bị ngáo à? Ây à, hay giả, tấn công mình cũng mạnh lắm nhỉ. Kill, kill, kill. Nó không dám vào, nó cứ đứng ở ngoài, nó quẩy vớ vẩn. Ở đây thương nặng quá nhỉ, tấn công xe bắn đá quá nhỉ, liều nhỉ, bọn này có vẻ gớm hết nhỉ, toàn tính đời cuối rồi. Thế chính là mình không lùa được chúng nó. Bắn là tướng thôi, chết tướng là chết hết. Cát của nó đấy. Lombard Swordsman. Được cái binh của mình trâu chó không? Đánh thoải mái luôn không chết. Ôi kìa, chết mất đội này mất anh. Ôi giời ơi, mấy anh này lại điên cuồng chém giết à? Giờ này là giờ để điên cuồng chém giết rồi. Kill, kill, kill. Con ngựa cùi đây thì làm gì? Lạ tướng nó cho anh. Rồi nó lát rồi. Có vẻ chúng nó cũng mạnh chứ nhỉ. Mình đánh vất vả này cơ mà. Hay là mình nhiều hơn kỵ binh một chút nhỉ. Nếu mà đi đánh như này nhiều kỵ binh hơn một chút xíu cũng được. Thôi được rồi, bộ binh ổn. Mấy anh giáp vẩy này khỏe vãi trưởng. Chạy mất quân thì cả. Đây. Ồ, mấy thằng này lội điên. Mấy thằng này lội điên. Mấy long be lội điên rồi. Mấy thằng giáp vảy khỏe thật. Đánh không gần như mất quân. Còn bắn được tên cả. Mày chưa chịu chết à? Đánh tưởng nhàn hóa ra cũng nhàn lắm nhỉ. Tướng nó chưa chết à? Tướng địch chết rồi. À, cái bọn này nó rất giỏi về phục đánh đêm này, bọn anh này này. Kích của đánh đêm. Sắp chưa? Còn thằng nào nữa? Một chiến thắng dứt khoát à? Xem hồi được bao nhiêu quân. Hồi được ít quá là chết đấy. Ai già mấy thằng
Mấy con ngựa của nó cũng gớm nhỉ. Để mình xem nào. Mình cũng thích mấy cái thằng anh lắm. Nó có... Ủa, mấy anh Long Ba Swordsman nó chém ác không? Mình sử dụng kỵ binh hơi chậm. Hơi muộn. Đáng nhẽ nên sử dụng nhiều hơn. Một thằng chiếm được cảng biển của nó. Mùa quân cũng nhanh mà nhỉ. Nhất lượt này là xong, có gì đâu. Trại thủ lĩnh. Đứng thực à? Hai công trình này thì phải đập đi thôi, bởi vì nếu không thì hết lực thực. Ô, hai đội này chưa hồi phục hoàn toàn à? Ôi, trận này căng rồi. Ôi, nó lắm kỵ binh thế, trận này không đùa được rồi. Trận này chắc mình còn phải thủ ấy, không phải nào. Chết vua thì vỡ mồm ấy. Quay đội hình kiểu bao ve, bao đội hình kiểu gì để không bị nó tấn công. Nó rất là nhiều kỵ binh. Toàn kỵ linh ném lao, chết dở mình. May quá. Chả có cái điểm chỗ nào tiến vào cho nó đẹp. Chỗ nào vào thì oai oăm. Có chỗ này. Chắc chỗ này. Here. Như thế này thì mình sẽ không phải lo bảo vệ phòng tuyến đằng sau đúng không? Trận này không đùa được, trận này nó lắm kỵ binh lắm. Trận này lắm kỵ binh lắm, chúng ta có pháo nên nó buộc phải công mình trước. Trận này phải bố trí quân kiểu khác, không thể chỉ bố trí như các trận kia được. Nó lắm kỵ binh kinh khủng. Tấn công mà chơi như phòng thủ. I am getting sick of these speeches. You know what to do. You know what I expect. And I know you will not let me down. Once more, my friends, I ask you for the honor of fighting with you.
The enemy draws near. Đứng thét xung trận. Trời ơi, nó đông quân binh vãi trưởng luôn. We hunger for blood and battle. Scrappers ready. Bọn này nó lập hàng rào sẵn rồi. Legio, commit defenses. Để cho mấy thằng này được đánh phi lùm. Trận này chắc phải đứng và chịu đòn thôi. We're being ambushed. Ai da. Để xem tình hình nào đã. Ôi chịu đau đi, cố chịu đau đi. Nó ném hết phi luôn thì thôi. Ôi đau quá, ném hơi đau. Sợ mấy con ngựa nó không ăn được đâu. Ready for battle. They are trying to take out our general. Defend him. Tướng của chúng ta bị tấn công. Mấy con ngựa này không sợ rồi. Ready for battle. Chờ nó áp sát đã. Dư này, ăn đây. Gớm nhỉ, Lomba Swordsman. Thằng nào dám xông lên nữa. Kill, kill, kill. Oh, Godan, nó đang gọi thần Godan hỗ trợ. Chưa có một trận công thành nào còn khó hơn cả phủ thành. Kỵ binh của mình đâu, xông ra ngoài. Đây rồi. Đây rồi. Đi rồi, mấy thằng cầm sao nó đã. Rồi mấy anh Long Ba Swordsman rồi. Giết chúng nó. Kill 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 luôn. Kill kill kill. Rồi mấy anh Long Ba này vẫn khỏe lắm.
Rồi, quẩy tiếp, đừng vô đây. Cái binh còn lại đâu rồi? Xông ra. Úp, giảm sức khí cho nó xuống. Cẩn thận, chết mất đội ngựa này. Không cần nữa, tấn công lên. Xông lên, xông đội hình lên, chết đội ngựa bây giờ. Nhanh. Rồi, đội ngựa rút về đây. Sợ, già cắn nữa. Long Ba Swordsman, lên đây. Ôi, mấy thằng Long Ba này nó khỏe thế. Đúng rồi, chém chết luôn. Đội ngựa đâu rồi, rút về đây. Không cần chúng mình đánh nhau nữa. Về đây, được rồi, coi xong. Ôi, thằng này nổi điên rồi. Điên luôn. Faster, chém luôn chúng nó cho anh. Không ăn được tường thành của anh. Úi dồi ôi. Thằng này nó điên bố rồi. Úi dồi ôi, mấy anh Long Be này nổi điên lên thì ít có thằng nào ăn được lắm. Tướng của nó, tướng thì cũng chết. Ôi, nó đang cung tên, nó đang bắn. Tướng địch đã chết, thế trận đang ủng hộ chúng ta. Ok, nó bắn tướng của mình kìa. Anh em xông lên, giết thằng cung này. Ai giảm với thằng người anh này gớm nhỉ. May là đội Long Bear Swordsman của chúng ta đánh kinh hồn. May là người anh Long Bear Swordsman. Mấy anh Long Bear anh lùa. Đánh mấy thằng xe tích thì mà mệt ghê. Chiếm luôn. Hồi khá nhiều quân đấy. Cũng chả mất bao nhiêu lắm. Hồi lại địch ngay. Tướng của mình mắc cấp rồi. Cái gì đây? Phủ thủ lĩnh à? Quán quân. Sản xuất sữa. À, nơi mai táng. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Mấy thanh niên này không kịp phản ứng. Đây nữa. Mình sẽ ổn định xong mình xử lốt cái thằng đấy nữa. Còn lại thằng Pick này nó có hai thành à? Đánh sau, Pick đánh sau. Quay thằng này lại. Quay nó lại đã. Thằng hung nô. Let us break bread and drink before words pass our lips. Chỉ cần mỗi nó đánh nhau với thằng này bao nhiêu tiền cũng bắt. Chưa được. Trong ngắn hạn thì chưa được.
Ôi Hung Nô ơi, nó đốt hết cái khu vực nước Pháp rồi. Tướng. Toàn tướng này là tướng nào? You honor us. They... My friend, we... Be welcome. Let us talk. Welcome. We will talk and then we will feed. Thằng này cũng chiến tranh với Sassanid đấy. Greetings, friend. I've called for good ale to eat. I have called for good wine. Đông La Mã. How can I help? Moving unseen. I'm not going there. Cần mất một thời gian nữa thì mới ổn định được cái vùng này. Nào, tấn công đi. Không thấy nó tấn công nhỉ? Còn một quân đoàn ở ngoài biển à? Mình chờ cho cái đội quân này nó khỏe, nó hồi phục hoàn toàn, nó bắt đầu mình đập. Rồi. Chơi luôn. Thái tử đang cần đánh trận để lên rank. Lên rank thì mình mới mạnh lên được. Cho mấy thằng con ông cháu cha nó đánh trận tí không nè. Ảnh hưởng của gia tộc thấp quá. Ai ôi, nó có mấy thằng Viking kia kìa. Chém đau lắm. Làm tường rào ạ. Nói chung là những trận đánh kiểu như này thì rất là tốn quân. Nhưng mà chúng ta sẽ có kinh nghiệm chiến trường. Chứ để tướng lãnh mà nó không được đánh trận là nó giảm nguyện khí xuống là mệt lắm. Cái đội hình này thì nó lại không chống được kỵ binh. Cái đội hình Testudo thì nó chống được cả kỵ binh lẫn bộ binh. Thế nên là chỗ nào mà có thể thiết lập được đội hình còn lại chúng ta còn 1, 2, 3 và 4 cổng đúng không? Để cho mấy anh này đứng nhưng mà
Cái cổng này thì La Mã quân nó ít quá, nên là quân nó yếu, nên là cho hai thằng đứng. Đội hình Testudo này có khả năng chống cả voi này, chống kỵ binh này. Trận này mình hy vọng mấy anh Long Bá Sosman này chém chết được mấy thằng Viking. Bọn Viking nó mạnh lắm. Understood. Warriors group. Ngựa của mình sẽ để xem nào. Đây rồi. Viking nó mà bắn cho anh. Chỗ này có một thằng cướp Viking. Chưa đâu, chúng nó còn vào được rất nhiều cổng. Xe bắn đá của nó bắn đến đâu rồi? Nhanh. Không kiểu xe bắn đá nó phơi chết quân mình. The enemy approaches. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ây da. Bắn gần quá chết con mình. Đây rồi. Vãi cả pháo. Ôi pháo của mình lổ chết bao nhiêu quân mình rồi. Rồi. Lá mấy con ngựa cho anh. Đội này bị đội này chết là do chạy vào trong. Được rồi, chạy vào trong là được. Xin lỗi nhá, pháo của mình lã chết của mình. Mấy thằng này điên à? Thôi về đây đi. Đây này. Đội kỵ binh của mình rồi. Lùa thằng này cho. Thôi nó chết rồi, đừng đánh nữa. Long Ba Swordsman. Đây rồi.
Mày ăn được cái Long Ba Sauce mày của anh chưa? Giết luôn. Phải đánh như thế này nó mới sướng. Và lại đội hình nhé. Toàn này yếu lắm rồi. Stop nó phát nữa. Cái binh của mình trận này đánh biệt nhỉ luôn đấy. Rút về đi Long Ba Swordsman ơi, không phải chạy ra ngoài. Chém đã màn nhỉ. Cẩn thận chỗ này toàn là tầm xa của nó. Tiêu diệt chúng nó luôn cho anh. Chúng này nó toàn tầm xa. Ôi đừng có nổi điên, khổ quá. Chết rồi, ra cứu ngay mấy thằng nổi điên này không. Điên thì tùy lúc thì chơi, nhưng mà điên thế này thì chết. Thôi từ từ đứng đây, thì còn phòng thủ cái hướng này. Chết rồi, mấy thằng này điên, khổ quá cơ. Đó là một cái mệt của mấy thằng. Bắn mấy thằng này rồi. Tướng địch đã chết à? Tốt rồi. Tốt vào cả đám này. Vẫn nổi điên. Nhanh giải quyết cổng này cho anh. Long Ba Swordsman này nó đánh kinh hồn rồi. Đội kỵ binh rồi, tiếp tục ra đây. Bây giờ tiến vào đây cho anh. Ô cái thằng này. Ô, đừng 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 pháo. Lá cả đấy chết con mình. Lá bọn này thôi. Rồi thằng này đánh đến chết rồi. Thua. Ôi ơi. Đùa mình thua mấy khẩu pháo mình ấy. Bắn đánh toàn đánh kiểu hạng của mình. Chuyện này được mỗi đội kỵ binh đánh tốt. Ôi, mấy thằng pháo này nó bảo không nghe không nhỉ? Bắn vào đây cơ mà. Cái này. Kỵ binh tiếp tục. Rồi, thằng này còn 4 thằng. Ra đây em ơi. Đó, ở hướng kia hết rồi. Tấn công. Nít thì sợ đó. Nào, cái binh rút lại. Ôi ôi. Nào, ra đây. Cứu thằng này cho anh. Lùa thằng cung nó. Thằng này nó sẽ chết đánh đến chết này. Nhìn là biết là nó đánh đến chết. À, lên đây. Lùa bọn cung này xem. Thế rồi. Uầy, Long Ba Swordsman này. Uầy. Lại điên cuồng chém giết. Sao đội kỵ... À. Sao lại cho kỵ binh vào... Thằng kỵ binh này không chạy đi nhỉ? Mình bảo rồi, đừng có đánh nhau luận thằng giáo. Rồi. Lùa chết mấy thằng cung nó đi. Vương nó đâu nhỉ? Ôi, thế thằng này nào đấy? Uầy. Đánh đến người cuối cùng luôn này. Long Ba Swordsman. Rồi về đây. Ôi, mẹ
mấy thằng lòng bà này. Mình chỉ sợ nó nổi điên thôi, chứ còn nó không nổi điên thì không vấn đề về xoắn, không vấn đề gì về độ chậu. À đây, nhanh nhanh chạy 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 chạy. Tuyệt vời. This is a shameful display. Ôi nó vẫn còn đông thế nhỉ? Đông thế. Phải thế này nó mới lên được kinh nghiệm. Hoài tử đứng đây đã. Bán này xong rồi đúng không? Rút về. Tỏ mấy thằng cầm gậy đứng thủ trâu nhỉ. Thôi về đây. Về đây các em. Cái viện của nó kìa. Ok kìa. Về đây, về đây, về đây, về đây. Được rồi. Thiết lập lại đội hình đấy. Thanh niên này đứng vào đây. Đây cho anh. Đây, đây Studio đứng đây. Chờ chúng nó đến. Hoài tướng đứng đây, kiểu mấy thằng kia luôn mà làm chết. Không sợ đâu. Mình thủ ở trong mình có phi lu. Con này cũng không thấm đâu. Rồi, mấy kiếm rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Còn là ném chéo con thua. Chị giòn tốt nhỉ. Nào đến đây con. Tăng tốc độ lên xem nào. Thực ra mình phải cho quân ra ngoài để cứu mấy cái thằng long be nó nổi điên. Còn nếu không thì mình chắc cũng sợ. Nào vào đây tiếp đi. Úi dồi ôi, kiếp viện đông thế. Đây này, mấy cái anh này này. Đánh đến chết rồi, chạy ra ngoài làm cái gì khổ thân mình. Cứ phải đi giải cứu. Nó mà không chơi cái kiểu điên điên khùng khùng đấy thì mình chắc không vất vả. Lùi lại. Binh thì không đến lượt chúng mày phải tấn công. Our general is under attack. Tướng quân của chúng ta bị tấn công á. Lùi lại đây đi. Không ăn được đâu. Ra đến cổng này thôi. Bộ xung quân ở cổng này.
xong rồi. Xong. Ôi dồi. Victory! This is your day. Ui dồi, 7.000 quân cơ mà. Ngán nhất là mấy thằng Viking kia kìa. Các bạn nhìn thấy chưa? Mấy thằng Bắc dìu kìa. Chắc mình bị mất 1-2 đội gì đó. Một đội ngựa, một đội kia. Thế này, cái đội này nó còn 2 nhưng mà mất. Mình vẫn mua được. Thành này mình mua được. Để đánh thế này nó mới lên rank được. Cứ đứng ở nhà thì đến bao giờ mới lên rank. Phải cho đánh nhau liên tục. Nói chung cái trận này mình điều quân nó cũng không hợp lý lắm. Để mà mình mất cái đội kỵ binh hơi phí. Có thể nếu mà mình cơ động hơn thì mình đã giải quyết được nhiều vấn đề hơn rồi. Nhưng mà ở đây nó có vài cái nhưng mà cái chính thì chúng ta cứ phải vừa đánh vừa rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mà nói chung chơi cái này đội hình phòng thủ như này, nếu như mình thấy là cái mấy cái thằng lính gậy nó đứng thủ trâu phết đấy nhá. Đâu có cần phải lính có lính La Mã đứng kèm đâu, nó vẫn thủ được khá tốt. Để thời gian tới mình sẽ điều chỉnh một chút chiến thuật. Nhưng mà ba cái xe bắn đá liệu có ít không nhỉ? Tăng thêm 4 đội ngựa. 4 đội ngựa thì công thành lại hơi khó. Đế quốc Đông La Mã đã bị... Đế quốc Đông La Mã đã bị hủy diệt. Ái da. Tăng giáp lên rồi. Ồ. Giáp 73 mạnh nữa. Xuất sắc sát thương cho giáp. Đây mà. Ngựa thế này rồi. Ủa. Phải có cái này thì mới tuyển được Vodan chứ nhỉ? Cái này mới tuyển được Vodan. Thằng này nó cũng thuộc dạ con ông cháu cha này. Thành lập thêm một quân đoàn nữa, xuống đây đánh nhau tiếp. Quân đoàn nó chui vào đây đâu rồi? Ready for orders. Đây. 200. Không đắt lắm. Con ngựa này đắt nhất. Fight with us. It's a good life. Come, fight for us, lads. We need good fighters. Mua mấy ngô đàn trước à? Fight with us. It's a good life. Come, fight for us, lads. We need good fighters. Ôi đẹp. Tiền đang nhiều. Lòng trung thành đang dao động. Khỉ thật. Còn thằng nào nữa? Thống đốc, đô đốc. Nhiều thế. Lấy đâu ra điểm ra bây giờ để mà
đánh tiếp đấy chứ nhỉ? Bọn này không thể đánh tiếp đấy. Đánh tiếp đi. Ở đây, nó có một thằng spy. Bắt luôn. Phía Bắc thì sao nhỉ? Thành trì của mình. Thiếu lương thực trầm trọng. Chưa hồi được. Vẫn chưa hồi hết hoàn toàn. Qua lượt nữa đã. Mấy cả để chị An cái vùng này đã. Vừa mới khôi phục được thì chưa có. Chị An nó cũng thấp. Nhân vật chưa được nâng cấp kỹ năng. Đế quốc Đông La Mã đã bị sụp đổ rồi à? Nào lên đánh tiếp đi cô. Ái chà, nó ám sát được thằng champion của mình à? Mình đã bắt lại champion của nó. Châu Phi vừa có một thằng nữa được khôi phục thì mình thỏa thuận hòa bình. À, giao thương nó phát nhỉ? Đây này. Anh quanh vẫn mấy anh La Mã. Marco Man. Hung nô nó đốt sắp xong thằng đệ của mình rồi. Đau đầu của em rồi. Mình chiếm được hết Trung Bắc thì cũng không xong được. Thắng lợi quan trọng. Đảm bảo lòng trung thành của các tướng lĩnh. Yes. Ah, I will owe the captain coin. Chỗ này có mỏ chì. Thirsty for battle. How can I assist? I have my ways. Sao nó không đánh tiếp nhỉ? Này. Quân nhiều này cơ mà. Success. Of course. Bắt sống thanh niên này luôn. I am the wild rover.
Yes. Ready for battle. Thế là hết tuyển lính La Mã rồi. Faster, damn you all. Thirsty for battle. Ready for orders. For the tribe. Cái thằng này chưa chết à? Thôi xong. Hung nô ơi là hung nô. Attila đây rồi. How may I be of assistance? The goddess will watch over us. Chưa hồi hết. Đánh nhau bọn này là vất đấy. Mình xem là hạm đội của nó đông. Nó chỉ có mấy cái thuyền này thì chắc nó sẽ trèo lên bờ. Forming a blockade. Ready for battle. Nó sẽ trèo lên bờ. Ôi ôi, rất nhiều kỵ binh. Không được, trận này phải đánh dứt khoát, phải đánh hai thằng rồi. Không để một tướng đánh được. Một tướng đánh là thua đấy. Sinh tốt Britain. Chị An của mày tốt lên rồi. Nhiệt huyết à? Nhiệt huyết thấp à? Nước thực của mình dồi dào thế nhỉ? Ôi ôi, cái vùng lõm kia bị... Hai quân đoàn của mình chuẩn bị sang bờ biển bên kia. Tấn công hủy diệt đó. Ostrogoth. Xong một thanh niên nào. Mấy thằng châu Phi được khôi phục à? Thử giao thương với nó xem được không nhỉ? Mình muốn kiểm soát cái đảo Anh bởi vì đảo Anh nó khá là chủ phú. Nhiều tài nguyên. Mà nó nằm trên góc. Nếu mình kiểm soát được toàn bộ cái đảo Anh thì mình đỡ phải lo cái khu vực phía Bắc rồi toàn quân xuống phía Nam được. Hay à. Mỗi tội là cái anh hung nô này anh cứ đánh lung tang tung không đâu vào đâu mà. Bổn phận vẫy gọi. Chào.
Ôi tôi chơi xong rồi. Tướng huyền thoại của mình dẹo rồi. Tướng huyền thoại của mình hy sinh rồi. Thoại của mình đã già và chết rồi. Thảo này không có cái chai thì tốt rồi. Và đây là quân đoàn chủ lực. Có thằng con ông cháu cha nào đang đứng chơi em nhỉ? Không có đâu. Từ từ xem đã, trong đám tướng lĩnh trẻ chính khách 36 tuổi. Minh 45 tuổi. Tướng này. Thông minh mà lại chỉ huy cái quân đoàn cùi này á. Hơi phí. Ready for orders. Rồi đó, mình sẽ phải điều động lại. 48 tuổi. Cái thằng vừa bị mình cách trước đâu nhỉ? Đây à? Ờ, hơn có 2 tuổi thôi mà. Nó đã có vợ đâu? Tiền thì không phải vấn đề. Không nhận được. Lượt này mình bế nó rồi. Chỉ số của nó cũng khá đấy. 46 tuổi. Để lần sau đã. Thằng vua của chúng ta thì bao nhiêu tuổi? 60 tuổi. For battle. Move out. I am the destroyer of men. Getting on our way. Call this a garrison? Stragglers will be left behind. Vùng này không có nhà xe bắn đá à? Vùng này
có nhà lính này rồi thì vùng này chuyển thành nhà xe bắn đá đây. Ready for orders. Warriors all. Quân đoàn này à khá quyết được rồi. Defending our position. To work then. Tấn công xuống đây à? Chúng nó chưa tiến vào đây được. Thằng này chỉ còn thiếu mỗi ngựa thôi. Ngựa và hai đội kiếm xe bắn đá. Xe bắn đá thì hình như vùng này có. Đúng rồi. Triển khai quân lên cái đảo này. Hết lương thực. Thống đốc tuyệt vời này. Cho mấy thằng con ông cháu cha làm lãnh đạo, đúng rồi, không có sự lựa chọn nào khác, đành phải cho chúng nó làm lãnh đạo. Ai ơi, nó chơi chết spy của mình rồi, nó chơi chết spy của mình rồi. Kinh tế mình mạnh mà nhỉ, sao không phải cho thoải mái luôn. Tướng huyền thoại của mình đã hy sinh. I am the odds that my people's warriors make. Thêm một cái hiệp ước với bọn này là dễ mất lòng hung nô lắm. Kinh tế mình khá khẩm, cho phép mình phát triển quân thêm. Ôi ôi, tưởng xuống biển lại mò lên. No. Không thể đồng minh được. Phải đánh những trận quyết liệt thì chúng nó mới rút quân đi được. Không chúng nó cứ đóng quân ở trước cửa nhà mình thành công. Ảnh hưởng dị giáo xen tích á. Tự do tín ngưỡng á. Cho họ được quyền bình đẳng. Cái này nó trừ chị An nhưng nó giảm cái tôn giáo của phe khác xuống. Ôi mức độ kiểm soát của mình thấp thế. Tướng mạnh nhỉ. Tướng này đáng nhẽ ra được cầm quân thì tốt. Toàn chỉ số tốt. Mà già quá mất rồi. Sinh cùng thời với tướng huyền thoại của mình. Chỉ vì anh ấy sinh cùng thời với tướng huyền thoại thôi. Let them cower before us. Đây rồi.
Cái thằng vừa bị mình cách chức đâu nhỉ? Đây, 46 tuổi. The way ahead is blocked. Nó xong rồi. Aidan, Kichitan. Besieging settlement. Cho thanh niên đi quẩy chết thằng kia trước đã. Chị An đâu rồi? Có cả cô đơn phòng thủ kìa. Trừ lương thực mất 6 chị An kìa. Hạ xuống một bậc rồi. Tốn lương thực quá. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.